Ok, chào tất cả các tình yêu nhá. Vâng, chào tất cả anh chị em đang xem livestream ạ. Sáng nay tình hình anh em miền Nam này, ngoài Bắc bây giờ nắng như mùa hè anh em này. Quay cho anh em hết mùa thu như mùa hè anh em ạ. Mùa hè thì hết đông rồi nhá. Đây lại tiếp tục chào bán một số xe nhá anh em lưu ý. Anh em thích con nào thì mình ship toàn quốc nhá. Số tài khoản của mình nhá. Đặt cọc là 6252 và 816 nhá. 816. Đấy anh em có mỗi số thôi, anh em đừng có đặt cọc linh tinh. Thì cái là nhiều lúc anh em là thì trước giờ cũng chưa ai đặt cọc nhầm. Thế thôi. Cập nữa anh em ạ, nên anh em cứ yên tâm mọi người nhá. Lô 50cc dành cho các bé đi học. Bản 3VE. Rồi Vision. AB anh em ạ, AB. Việt Nam vẫn là hàng hot. Rồi, Jim SH nhập khẩu. SH nhập khẩu nhà em. Rất nhiều, nhập khẩu màu đỏ, màu cà phê, màu đen. Vâng, đặc biệt là một chiếc Elite 50cc dành cho các anh chị nào mà đang bị khuyết tật. Một chiếc xe dành cho người khuyết tật nhá. Mình vẫn chào bán là 16 triệu anh em ạ. Xe ba bánh em nhá. Đây. Anh em ạ, đây. Con cái thứ đây, ông nào mà chân tay nó yếu thì làm cái này. Tai biến đây bổng lòng này. Rồi mình đi thử bao nhá. Thân người quen có ai mà có bị khuyết tật chẳng may chân lại hơi yếu cho bên Hoàng Kiên có một chiếc bán ra với giá là 16 triệu đồng. Đấy, của Elite 50cc nha anh em nhá. Giờ là đang chế bánh. Hai bánh cũ và hai bánh sau. Có thể đâu anh phải đỗ chân nhá, chân tay thoải mái nhá. Đây là lái ô tô, ô tô làm tí nhạc nữa là đúng bài đây nhá, xăng ăn như người đấy. Đấy, 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 đấy. Xe dành các cụ tai biến hoặc người già hoặc anh em đi dạo phố quanh làng quanh xã để ngắm quê hương được ấy. Anh em ạ, con quay vòng, em quay vòng nhá. Vâng, nó là 50cc. Đấy, một vòng đây. Biển đi biển Sài Gòn. Lắp mới tinh, anh em đi 10 năm sau không học được. Đấy, anh em bây giờ là hai bánh chữ, hai bánh chữ. Bình thường đi là không bao giờ vấn đề gì, mọi người đi là chân yếu là đi thoải mái. Đấy, hai phanh tay trên. Đấy, anh em đi hai phanh. Ok, nếu mà anh em có duyên thì có thể không được không sao cả. Nhà trả gì ngoài điều kiện. Tuy rằng Hoàng Kiên phải mua mười mấy triệu ấy, nhưng mà thôi đôi khi nó có duyên với một người nào đấy. Mình có thể biếu tình cho không, biếu không, biếu tặng không sao cả. Đấy không? Phải yên nhé. Nói chung là rất mới đi, 10 năm nữa không hỏng nhá anh em nhá. 10 năm nữa không hỏng. Ai mà khuyết tật mà không có khả năng lao động hay làm con này là quá tuyệt vời luôn. Nhưng mà nếu mà thật sự ai mà vẫn thích nhá, anh em có thể tháo vứt cái bánh này ra. Vứt cái bánh ra vẫn đi bình thường nhá. Anh em nhá, mình bán xe đấy, tặng thêm đôi bánh thôi. Ai có thể mua về xong vứt cái bánh này ra vẫn đi bình thường nhá. Vẫn đi bình thường, mình không mất đi cái gì đâu. Gặp thiệp cho anh Đông nhá. Gặp thiệp thời gian chỉ lên trong vòng 2-3 phút thôi. Anh nhiều lúc anh ăn em hơi nhiều thời gian. Tiếp theo con này đây. Dream Thái. Đầu máy 804 luôn em ạ. Đời 1997, 1998. Có xe Elite, sơn zin máy zin đấy nhá. Xe km. Giật là ngành đào anh em ạ. Giật. Máy. Tất cả mọi thứ đã lên cái xe spa đây anh em ạ, spa giật đẹp rồi. Đấy. 29BA 1972 vẫn còn nhỉ. Sao nó cứ lai đi lai lại con này lai vẫn còn nhỉ. Con biển năm sinh 1972 em ơi. Cái xe này biết rồi, anh vừa lai xong rồi lai lại. Giật sạch sẽ điện hành cành đào hết rồi anh em nhá. Bộ
ba bộ xịn luôn đấy ạ, hộp vành, hộp xích, cả mọi thứ sẽ có. Anh là 1972 biển năm sinh 31 triệu Diêm Thái. Anh là 1972 thì làm em con này mọi người nhá, máy thì đảm bảo với anh em là giật rồi. Đầu máy 80597, đầu máy 80597. Thế đã dọn dẹp lên rồi nha anh em nhé. Ai mà đại ca nào mà nhâm tí thì làm con này. Anh em nào nhâm tí thì làm con này nhé. Xe có thể biển số anh em có thể giữ lại mà mua một con xe biển số khác được nhá. Biển số giữ lại nhá, biển năm sinh. Tiếp theo đi, một dòng. Được cái là đặt mới rồi. Đấy. Thôi. Chỉ việc mua về và đi thôi, không cần phải làm gì cả. Tại vì hiện tại là xe đã được dọn. Biển năm sinh. Anh em nghe tiếng máy này. Biển năm sinh 1972. Không 1972. Vinh Nguyễn là xe là ngon nè. Ngon ngon mà cho anh ấy. 31 triệu anh Ninh Bình. Dành cho anh em nhâm tí. Bạc lây không còn. Đây, độ lên. Giật mới nhá, xe giật mới. Chờ em xíu, Việt đây. Rồi à, tiếp theo. Việt luôn đây cho máu lửa 2011. Jim Việt Nam 20. Anh Mậu Trung chốt được 30 triệu được không anh? 1972. Anh Mậu. Vâng. Đời 2011 tất cả là vành bánh tam nan. Là thuộc này ngày trước là định này mới. Em vẫn anh em nhá. Đây, ra máy, có rôm rôm. Tem mác của nguyên zin, đời 2011, càng 24. 19C103. Tất cả mình đưa ra. Đây nha, zoom in rồi. Zin hết này. Nguyên zin, máy zin. Quay. Đấy. Đầu bò đẹp lắm anh em nhá. Mạnh Hùng ơi, biển Vision xi măng này giá là tầm khoảng 35 36 triệu. Đúng tội chứ. Thực ra nó biển cũng tầm tầm 24 triệu em nhá, bản 2014. Vừa vừa. Cái này là còn zin anh em ạ. Sao dọn rồi? Dọn rồi à? Ống lộn như những cái xe mà người ta được tẩy rửa bằng chất hóa chất. Tẩy rửa chất hóa chất thì ngay lập tức anh em nhìn thấy nó đẹp, nhưng về sau nhìn nó xuống lắm á. 24 triệu anh em nhá, 2011. Vóc nô anh em nhá, biển Hà Nội nhá. 50cc. Sinh viên không cần bằng. Liên danh anh em ạ. Hiện tại xe nổ. Đôi 72 14.800.000 2023. À 13. 5.000 cây. 5.000 cây. Đi trở đi đây đúng không? Anh em 14.500.000. Em đứng thẳng thế này, đứng thẳng thế này. Đấy. Em đưa từ bên này đi sang bên này này. Quá mới luôn. Đấy. Em đưa bên này đi sang bên này nó sẽ thẳng. Rồi. Yên áo vẫn còn lên. Em mác hơn 5.000 cây mọi người. Đây. Quá mới luôn. Màu xanh. Luôn. Nhìn nó rất chất. 29AB. Con mình đi. Mới tinh. 2023 có gì phải lan tăn. Cây. Có gì phải lan tăn. Đúng không ạ? Ship toàn quốc nhá, anh em mua về cho vợ cho con cho các cháu đi học quá tuyệt vời luôn. Biển bao nhiêu? Con này biển Hà Nội. Hà Nội nhá. Con này là biển Hà Nội 8 5.000. Máy zin. Con này 15.500.000 nhá. Bản 3V đời 2014. Bán này 15 triệu. 15 triệu đồng. 3V một. Bản Việt Nam nhá anh em nhá. Dành cho anh em máy khỏe, máy ba van nhá. Và một vòng
Đây 014. Nguyên zin này. 4 bản 3V lốc quả trám. Đấy, lốc này là lốc quả trám. Biển Hà Nội anh em ạ. Biển K1 39675. Dung Hà xem xem nào. 19 đấy là 72 là 31. Biển ấn biển ok. Họ lắp luôn gái, thằng nào làm phạt mẹ cho nó một phát cho nó nhìn nó nhớ. Cái kiểu nó làm nó lỗi rất là bực mình. Thằng nào làm toàn. Gấp ngay nó làm ngay, anh phạt cho mình. Bỏ ngay. Nó kêu cái biển số. Bán ai mua? Em xin tất cả các tỉnh anh nhá. Em có thuốc ở sang tên anh ạ, có hộ trợ sang tên. Đầy đủ. Bảo quân an toàn vặn ngay cho anh cái biển đấy nhá. Mẹ của anh phạt ngay cho bây giờ đấy. Rìa rìa đây nhỉ. Ra xuống đây. Xe tự cái gì cơ bản đấy. Tẻ tẻ đây đấy. Bán cho mặt đây. Có một cái biển số tẻ tẻ tẻ. Nói thôi anh em ạ, phải quân quyền, phải hô hào, phải quát nạt. Lai nhỉ, bằng nhằng bằng nhít lắm em ạ. Nhân sự Việt Nam mình, bằng nhằng bằng nhít lắm. Nhiều lúc mà phải hô hào, quát nạt cái sau này. Hiền lành, mấy anh em thợ kỹ thuật, mấy anh em sửa xe, mấy anh em thợ xây mệt lắm. Đau đầu rứt óc, nhẹ nhàng không được. Mẹ dùng các mọi bằng các biện pháp nghiệp vụ để giải quyết. Ở tiếp theo này đây. Vâng, AB anh em nhá. Biển 19 Phú Thọ, 19N1 anh em ạ. 28317. Quân quyền. Nhất thế giới anh em. 2022. Lách luật. 2022 anh em nhá, một chiếc 125 dành cho không. Này này, nhân viên mình đang đi sửa xe đây, không nói gì, mình làm rất có trách nhiệm nhá, đây này. Nhân viên mình vừa báo này, đây thì anh em biết là một con xe SH mà mất dây cu loa này, ghi này. Xe gãy dây cu loa này, con này xe nhà dọn đứt dây cu loa. Anh loại mua loại thường là 350.000, loại xịn là 600. Anh chị xem em mua loại nào. Mình nhắn tin này, xịn anh em nhá. Thay dây cu loa của SH nhá là mất một loại 350, một loại 600. Ông chọn loại nào, nhưng mình vẫn phải xịn nhá. 600.000 này. Anh em mình vừa đăng xong nhá, bộ phận quản lý chi phí xe. Đây dây của loa đứt. Một chiếc SH này anh em này. Có hai loại giá, một loại thường ấy, loại rẻ thì có 350.000 là loại không có thương hiệu, không có giá trị. Nhưng loại mình là phải 600 anh em đây nha, đúng như mình vừa nhắn tin cho các bạn đấy. Đấy, bộ phận dọn xe đấy mình đấy. Thế các bộ phận báo mình đây nhá. Đấy bảo hành nhá, mình cứ một loại tử tế mình lắp. Riêng nhà mình đây anh em. Cái dây của loa ở trong máy không ai cảm nhận được, nhưng mà nó một loại 350. Một loại 600, 600 là hàng chính hãng. Anh em ra hãng thì phải triệu mấy, 2 triệu. Nhưng mình ở đây có 600 mua chính hãng luôn đấy. Đây em ạ, tại sao nhiều con xe nó bị nâng lên giá cao? Giá cao là do cái chất lượng. Xe mình sửa chữa mình phải đảm bảo về chất, nói chung là loại phải tốt nhất có thể. Nói chung là mình cứ lắp đồ tử tế thôi, sai đâu khách. Thật ra mình mua 900 thì anh em vào hãng. Dây cu loa chính hãng chắc chắn là bây giờ là giá là 1.8 triệu anh em ạ. Không có giá 900 đâu. Dây cu loa SH anh em nhé. Đấy câu chuyện đấy là câu chuyện kinh doanh anh em ạ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là tại sao anh em, nó là đã là thương hiệu. Thương hiệu thì đồ bao giờ nó phải khác anh em. Nó không giống như đồ bình thường đâu. Mình không phải tự khen đâu. Tất nhiên là nó thành giá thành. Nếu mà mình giảm được giá thành thì tốt. Nhưng mà nó tóm lại là sửa và đồ ngon. Cứ lắp đồ tử tế sai đâu khách hàng chịu. Đúng không? Mình đang nghe lên 10 triệu mình lên đi. Tức là con xe này lên tới 55 triệu. Mình thêm 1 triệu nữa là 56. Bán hẳn luôn 57, 58, 59 việc gì đâu mà phải khổ, đúng không em? Kinh doanh đấy, khách hàng chịu. Quan trọng đồ phải xịn. Thế rồi đừng có tham rẻ chết. Kể cả là bình ác quy mình lắp đồ tử tế nhá. Kể cả là thay dầu mình phải dầu cắt trôn. Hàng xịn đấy. Chứ không loại vớ va vẩn không mua. Quan điểm mình thế. Từ cái dây tu loa, từ cái dây phanh, từ cái tem anh em nhé. Cái tem nhà mình phải tem các cái mảnh tem xịn đấy, không lắp tem đẻo đâu. Cái xe lít anh em thấy nhà mình cái tem nó là nó không bị bong, anh em Vespa LX Liberty mình toàn lắp đồ xịn nên nó không bao giờ bong.
đấy, nhưng mà lóc cái đồ đều và nó bong ngay đấy thôi, cái tem ai mà lên đấy đấy, trông đơn giản nó vẫn là một cái tem. Thật sự ra anh em nếu đã là thợ anh em mình làm vấn đề kinh doanh thì phải giữ cái tâm anh em, bất cứ ai đấy thôi, anh em làm cái nghề phải giữ tâm đấy. Mình vừa rồi mình chấn chỉnh anh em bên vận họp vừa rồi nó test xe, và những cái chỗ nào cần đánh bóng thì mình đánh bóng lại, nhiều công cứ cho vào sơn loạt lên, nó mới tinh được mấy bữa nó hỏng bố nó bạc hết ra. Còn một chút bên ngoài kinh doanh anh em nhá, đấy là phong cách kinh doanh, mình không phải tự tô vẽ cho mình đâu, nhưng qua đây cũng là một trong những cái công việc của những anh em khác kinh doanh nữa, thì tất cả anh em kinh doanh này. Rồi tiếp theo đi. 150 anh em nhá, 150 2020 xe bản xanh sần chạy được hơn 8.000 km phanh ABS. 2020 mình bản ABS nha, mình đang xe này tỉa mỗi cái cách rồi, còn sơn nguyên, sơn zin máy zin. Để cho anh em 34 trận tinh là 500 mới tinh là 56 triệu, 56 triệu mới tinh anh em nhé. Một vào nữa chưa đăng ký 150 nha anh em nhé. Sần bản xám xanh 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 sần này, sần đá đây anh em này, mạ vàng vàng này, mạ vàng 24K, mạ vàng 24K đây, Spencer Edison này, bản giới hạn đấy. Đấy. Biển bao nhiêu? Biển anh ơi, biển 19 Phú Thọ ạ. 29 em nhá. 28317. Giá quá rẻ luôn. 150 nhá, lưu ý 150 mới tinh nhà nó. Trần tem mác nguyên zin anh em nhá. ABS nhá. Duy nhất cái tay sách này để bắn tỉa này. Yên áo đang đang, ừ, đang cho tỉa đây. ABS này nó báo đây. Sơn zin máy zin không được phép lỗi lạ gì, có xước sát nhá. Đời 2020 thì không tránh được đâu, có xuất sắc. Những cái ngon, rất ngon. Bẻ lắm, em nó còn hùng húc đi. Rất là đẹp nhé. Con gái tốt đấy nhỉ. Này chọn. Vậy. Báo mình như này, báo chị 240 là... Kiên chú nói cái đấy là bằng cái kinh doanh, mình phải nói những cái gì nó là sự thực. Vì là qua đây nó là cái câu chuyện mình vừa làm việc xong thì mình mới nói được. Nhưng mà những cái câu chuyện từ trước thì không ấy à. Và thử lòng SH nhập khẩu ý anh Đông đang đến bán một con xe GZ ở cũng nể lắm, cùng quê với bác cổng nhà mình thì tí nó cũng lên vì cái cùng quê nể đấy, cho tí cho tí nhập bà khẩu anh em ạ. Cùng quê với anh em bây giờ lọc về hết. Vâng, một nhầm sợ nhập khẩu bọn rồi, nhập khẩu 150 anh em nhé, màu đỏ đô dành cho anh em nào thích những anh dáng pháp form dáng nhập khẩu cho em. Anh em nào biển Sài Gòn thì anh em Sài Gòn nào có đây 5 6 7 8 9 nhá, biển biển đủ luôn nhá, thôi vào chỗ sóc nhảy lung tung thế thôi. 5 6 7 8 9 150 anh em ạ. Nhập khẩu ý màu đỏ màu nâu màu trắng nhà em có đủ luôn cho anh em. Rất là rẻ nhá, 28 triệu 2006, có 28 triệu thôi. Máy căng đét này đẹp luôn, anh em thua mỗi anh em Sài Gòn thôi. Chứ con này 29 thì thêm mất khối. Đấy. Ổn lắm, đây. Đẹp không? Quá tình yêu thương, giá từng yêu thương luôn. Quá là gì à? 28 triệu thôi anh em nhá, 150-2006. Đây bánh bánh cái này chưa sơn lại này. Cái này bên mình chấm rồi, đây chưa sơn lại. Sơn đẹp không? Rất đẹp nhá, đồ sần được. Đồ sần của nó được. Con nhá. Còn hay là một rút hồ sơ 150 anh ạ. 150 nhá. 150. 28 triệu. Hồ sơ xẻo cho mẹ, anh em thích gì chán thì bán cho Hoàng Kiên 22 triệu. Đơn giản có gì đâu. Chứ chán quay lại bán vẫn bán được giá anh em ạ. Thế thì phá xe anh em đi, xe này dành anh em chiều chiều đi anh em rồi. Mấy ông chủ lò gạch rồi nhớ anh em anh chủ. Anh sống về đêm. Cho... 34 năm còn đạp lên.
năm. Cho anh em bốc bốc bát họ nhỉ. Đấy. Chiều chiều đến nhà. Thôi. Thì hơi đến giờ đến ngày phải đóng anh ạ. To cao đẹp ra anh ạ, xe tôi. Ai đã từng dùng cái dòng này giờ phê lắm. Em thích xem lắm. Khách em. Xem khách. Đấy, 150 nhá. Hai anh muốn đời cao em có nhanh nhá, 28 209. 210. Bên em có luôn ạ, màu trắng, màu nâu, cà phê. Các xem nào phải 1m6 1m7 nhá. Ai 1m7 đổ lên. Đấy. Mình 1m73 nhưng mà nghe vẻ nó mới vừa miếng đấy. Đây. Rồi, đấy anh em nào quan tâm cho em biển Sài Gòn 150. Làm cho em còn em thấy anh em Sài Gòn hay mua những dòng này lắm. Biển đẹp 16768. 59P1 16768. Anh ơi, inbox cho em nhá. Jack X nào thì hiện tại Jack X nhà không còn. Rồi Nguyễn Đăng Kiên ơi. Sài Gòn của tôi. Tao giải quyết cho anh có con kia xong chưa? Nhưng mà xe 90 điểm đấy. À. Mang nhầm quá. Cứ để đây xem được. Thôi cho đây này. Xe này nằm tòa án quân sự. Chào anh em trên này. Chào 500.000 anh em nhá. Mang lên 5.000 anh em thôi, 500.000 đông quá. Giám đốc Hoàng Kiên là con xe GZ 150 mà xe Ngọc Trinh đấy. Tất cả từ nôn. Con kia đã bán chưa? Con GZ còn hít. À con đấy nó giá nhiêu? Con đấy biển đẹp. Biển. 5225. Đây là hai mấy triệu này. Xếp thì mà nó này con kia nó Hà Nội phố. Ừ, Hà Nội nhưng con mà này anh em nó lại ở tận giao thủy rồi ra. Đây này, xếp này. Giao thủy mới ở biển cơ. Thủy biển nhưng mà giám đốc. Rồi giám đốc biết rồi. Giám đốc nhà máy gì đấy? GZ à của tòa án quân sự. Giám đốc nhà máy nước. Không. Toán cân sự đây chứ nhà máy nước thì nói gì chính chủ đấy. Phú Trọng Mỹ Xá thành phố Nam Định chính chủ 1963 được rồi. Chính chủ luôn. Là giám đốc. Chứ không. Xe của giám đốc nhà máy nước. Không. Nó bên nói thế ấy là bên toán cân sự của Nam Định nói thế chú nói thế nó khó. Khó. Không được không được ok. Không rồi, nói thế anh. Anh xem có xem. Anh xem có chứ. Anh có xem. Anh có xem. Sorry anh nhé. Anh ở tòa giám đốc của toán quân sự đấy, không biết toán quân sự ông nào là giám đốc của toán quân không sự. Phải ý là ông ở bên toán quân sự chứ ai nói đấy, là giám đốc chú nói quân... anh nói chú là giám đốc thì chú này đây anh này của toán quân sự đây toán quân sự đây toán không quân sự quân khu mấy đây mẹ chém quân rồi cái cột này đây cái quân khu mấy rồi ok đây chứ anh ơi hình ảnh anh không nói sai tại sao anh như ngồi tại vì anh nói là giám đốc tòa án không người xếp về 563 mà nói thế nó à rồi thôi nói chung là thôi anh em mình đang chìa khóa tất cả chi tiết nhá đây này cứ bảo đấy thì nó phải thuận đi trên đường ý là anh nói chú là giám đốc chứ không phải nói là anh ý đâu anh đưa đò anh em đưa đò thôi đời thế anh nói chuyện là đời 2018 19 19 đăng ký 19 tại 8.000 cây đúng rồi Suzuki vừa đi vừa dắt anh ạ nhưng mà xe này nó không ra nữa rồi đời 21 là nó không ra nữa rồi đấy nói đèn sáng lắm kiều nữ vào đại ra đèn sáng lắm rồi xong lốp còn lốp nguyên rồi lốp vẹt đỏ vẫn còn này anh Nguyễn Sơn ơi em like rồi con em bán là 52 triệu tuần thứ 38/2018 rồi mới tốt đây này vẹt đỏ thế nào mà toán quân sự mà xanh đỏ tím vàng đây cả đen này này toán quân sự này là nghịch thế trông như kiểu Halloween đi nốt tím nha này nốt này nốt vẫn đỏ hầu toán quân sự này đi nốt anh ấy đi nốt tìm ra anh ấy cứ đen đỏ lên đen trắng lên Halloween dành cho mấy anh em trẻ trâu thôi cứ đen xanh đỏ làm gì cho nó khổ ra thôi vào đây cho này không phải thằng đệ tao đi nắp vào Đấy. Anh bảo là anh em trên này bao tiền
nói mà dám mong muốn là ấy, nhưng mà thôi lấy đúng 500 triệu thế là nói em báo rồi trên live em trên đấy rồi, lên đây giờ bỏ kèm thì không, đấy là 55 triệu chính thức là thời gian em chỉ được 4 phút 30 giây nhá. Xe nó đẹp lắm, không có một cái gì qua là anh nhắn tin mình báo là anh ấy là 45 45 thì không mua đấy. Được ừ, thế mua thống nhất giá thì mang lên đúng không, mang tiếng thật. Anh cứ cậy bác ở Hưng Yên thì bác mua đến thì tất cả nó mới. Anh ấy cậy Hưng Yên đây ạ, anh ấy cậy bác ở Hưng Yên thì bác ấy cứ lên đây bác ép người quá đáng. Ông nói chung là chính thức là ép người quá đáng đấy. Đây là chỉ gọi là tuyển gái đẹp mang lên Hà Nội thôi. Ngọc Trinh thôi. Toàn Ngọc Trinh mang lên Hà Nội thôi. Em nhắn rồi và anh cứ xác định 45 triệu thì anh hãy mang lên, đúng không? Thì anh em mình nó lại thời gian nó lại. Bạn Ngọc Trinh thôi, chạy thử đi. Giám đốc ạ, chạy thử đi. Xem nó xích chưa tăng lần nào. Mất cái đôi thùng qua con em có thùng luôn. Thùng mất cái thùng. Thùng là nó nắp đi người ta. Không xe này rồi em nhá, giá thôi. Phút được được. Máy nó mới hết. Con này hết mới nhỉ. Xe nó mới, xe có đi đâu. Không, nhà trả gì ngoài điều kiện. Thôi chốt đi anh, thôi em thấy anh nhận thấy giá thì em mua cho anh thôi, thế rồi con không, không mua đâu. Ờ thế thôi, thế thì không cho con kia. Ngọc Trinh này bao nhiêu, chốt rồi tí rồi. Con này nói 55 triệu là thôi bớt cho chú 2 triệu. Bán được không? Xe này vì nó không ra nữa, chứ còn nếu mà nó ra lúc mua là 70 mấy triệu. Biển 18 anh em nhá. Ừ. Nhưng mà biển nó đẹp. Biển đẹp thì mất tiền đấy. Chứ không phải là biển vẫn còn 29899. Biển vẫn còn. Còn đấy còn rẻ ấy. Con tính gì, xe nó nhầu. Vấn đề là anh phải... Đây này, nó tất cả này, nốt này, nó... Như chưa mất dâu. Con này 18, đăng ký 18 hay 19? 19, đăng ký đây không? Đăng ký 19 giải qua, vừa qua là điện thoại anh gửi thế, nhưng mà cái việc thì đây 45 đúng rồi thì chú đúng chú giả 19 đấy. Không, cái đấy là mua bán công khai nhá. Ừ. Mình hầu như không văn vở đâu, không kinh doanh văn vở, kinh doanh gì đây văn vở thì em cộng phí có phải như thế nào phải chảy máu mới mua được xe, thì có phải là tự nhiên mua được xe. Ôi, dòng này ai nó mua đâu. Ừ. Mình anh cứ đến anh giả, đến anh cứ bảo giả tôi trả anh mua được xe này, khả không mua tôi giả 33 triệu. Mua 70 mấy triệu đăng ký vào mất 2 vào là vào hơn xít 100 triệu. Bây giờ giảm 70 mấy triệu đăng ký hết chưa? Hai mấy triệu tiền biển đây xếp qua cái này không đây. Đây xếp giờ bán thì đẩy may quá chặt nhà, xếp đang xem trên này là may quá bán mẹ nó gì cho mấy lằng nhằng này chặt nhà mừng từ, quá từ cái đũa phanh thì chưa đấy là nào lốp còn gì đâu, gì đây lốp hay rồi sao. Không, đeo 28 chứ, Jin biếu chú xe luôn. 8.000 ngay thôi, em gửi anh thêm 2 triệu không được thôi. Lấy năm, lấy năm 2 không triệu, rồi. Không 53 nhưng không. Năm 2 chùa, thế là... 8 triệu thôi. Rồi. 7 triệu, em giải 47 triệu. Không, kể cả 4. Con này mất chìa khóa đúng không? Không, không mang, còn 2 cái 82 mà. Đấy. Nhưng mà mưa khóa được cổ rồi. Rồi, cái nổ máy đã. Con này bao nhiêu anh đọc nhanh? Đúng 48 triệu con này. Máy 90. Nhầm rồi, con này anh mua nhầm hết rồi. Từ cái gương này, nhầm này. Từ tất cả. Anh mua nhầm rồi, con này sơn hết lại sao? Không, chị anh. Sơn lại rồi, mặt trên sơn lại rồi. Anh mua con này nhầm rồi. Nhầm. Sơn tùm hết lại rồi, sơn hết lại rồi. anh ăn con này nhầm rồi, sơn hết lại rồi. Không phải đâu, đây này. Ôi giời ơi, cát này, sơn... Ê. Thôi anh em sửa lại hết xe rồi. Nhầm rồi, con này thì về vợ nuôi rồi. Về vợ nuôi. Ôi giời ơi. Về vợ đuổi đi. Sơn hết lại, đây là sơn lấy lại đấy, trông thôi là sơn lại. Nhìn thấy nó là sơn lại. Con này quá lạ. Hát này, sơn hết lại rồi. Trẻ tem nó đẹp như thế. Không. Cát kia đẹp lắm. Anh thua rồi, đầu máy 20 nhá, chứ không phải là xe thằng trên tỉa không tỉa đâu chú ạ, gì hết sườn nườn đẹp
cát này gọn lắm. Kể cả cái con này ra con điện. Ra con ra điện này, đầu bò nó đẹp. Ốc đổi. Ốc thay này. Nó đổi. Vào này, vào. Đây là ốc nó này này, đây là ốc thay này. Đây là ốc thay này. Vành 97 đấy. Vâng, con này về chị nuôi rồi. Vành 97 đấy nhá. Vành thì làm gì nó tổng thể chứ, vành thì làm gì anh ơi. Anh đưa giá đấy là vợ nuôi rồi, cái này bắn tỉa hết lại sơn, hết lại trên này. Mất sơn hết lại cho anh em nhá. Để lại trên. Xoay plat đây này, anh bật plat cho anh em. Chiêm ngưỡng sản phẩm đến từ Okado. Chạm vào chính chạm vào bên hành chết. Rồi. Còn Ngọc. Trinh rồi chú. 34 Hải Dương. 4509 nhá. 4509. Chỗ này tỉa sơn rồi. Không tỉa đâu chú ạ. À. Tỉa ở đây chả tỉa. Không. Đây không tỉa, cát nó gọn này. Em là thợ sửa sơn đây tỉa hết lại. Sơn khu này tỉa, không phải đâu, nhìn nó mới. Đây đây khu này xịn này. Đây nó phây đẹp như này đấy, ba cái chỉ chỗ khác máy nó gấu như thế nó phải chữ Honda này mới cứng này. Đúng rồi, nó mất nó bạc đi rồi, nhưng mà cái nếu mà nhiều con nó còn dạn hết cái này, nhưng đây nó không dạn giờ bàn quằn hết này, hắn tay phanh quằn rồi, quằn tay phanh rồi. Đây đang chế độ chế chưa đến bật chế độ khen, không phải khen thế này thì em không vào mắt đi. Đây cái này bạc hết lại. Cái này còn nội luôn. Không phải mua rồi. Hiện tại là 1.000 anh em đang xem. 439 anh em đang xem bên bếp xanh. Con này cụt. Cụt là chắc. Đúng rồi, cụt ạ. Mất mấy ngón em anh Trần Đoàn ạ, con này cụt mất mấy ngón thôi anh Trần Đoàn. Thớt nó đẹp thì khen, xe nó đẹp thì khen được, chứ còn không đẹp thì trong cổ quân quyền rất đông. Nói chung quy trình như thế này anh ạ, tự hiểu đi, đúng quy trình phổ nhiệm là đúng quy trình anh ạ. Hềm lắm. Con này thua rồi, con ta bảo cửa thua, xe này không có cái gì mà đặc sản. Yếm anh em nhá, yếm xịn nhưng mà yếm thay, yếm mới. Côn hú, khói được côn được còn hú. Đây này, côn này, mùa hè ngồi trên đây thổi sáo này. Không, đây, để nguyên này, đây. Làm gì có hú. Đây. Làm đây, nghe. Bô nó đẹp như thế. Hơi heo rồi, heo. Đây heo. Khói nữa. Khói. Khói nữa, lỗ nữa. Khói đi. Còn là hút thuốc lào nữa. Sao? Đặt cuộc đời. Mấy triệu. Ga này. Khói. Hút thuốc lào em ạ. Đây, khói. Khói là khói muội rồi. Khói muội. Ôi. Nó xếp bằng dầu nó mòn nhưng mà không. Chứ còn khói. Bô lô số 8 chùa mua. Bằng lâu con nào cũng kêu lỗ. Đứt rồi. Buôn đứt rồi, đứt, chắc chắn đứt. Bao tiền anh đọc? 8 triệu 48. 48 lùi đi 20. Đây. Ok. Đây vào. Để nghe nhạc đi anh em nhé. Đây để nghe nhạc đi cho anh em cả nước nghe nhạc đi. Hải Nguyễn Thanh Hải bỏ qua đúng không ạ? Hơi đầu. Ê,
khói đen chứ không phải như sao khói điện bây giờ kiểu gà gà ướt nên là gà cúm là dòng sớm cúm nhá. À đấy không tiêm nhanh khẩn trương là thành gà gà dù là chỉ có chết đúng không? Đó. Nếu mà nó ướt thì là cúm. Đó. Đó là nếu mà đít móc đít nó mà ướt thì nó nên coi là gà cúm thì lúc đấy xác định mẹ cho vào nồi khói rồi. Khói như thế máy nó đầu nó đẹp ôi thường thôi anh ơi đọc lên nhìn lỗ rồi thôi rồi ôi anh mang về đằng nào bên Hưng Yên giờ đất ai lên e của bác rồi khai em nó bán đất nó nhiều rồi mới nhồi cho phát đọc anh ạ nhồi cho phát anh em đến bán nhồi cho phát chính thức của này em nếu mà tay em nhé tay em con này mới đâu nói anh giận em vẫn nói tay em vẫn phải dưới ba anh em thông cảm nhé đây câu chuyện không phải phanh vị nhau đâu mà nó buôn bán là rõ ràng bởi vì ông nào thích công khai là phải công khai luôn thì công khai luôn sẽ chuẩn luôn Hoài Đức Hoàng Kiên chê ông ấy lạnh hất đúng rồi giá cao quá khó trôi không anh em giờ này Hưng Yên anh em bán đất bán đền bù nhiều thế thì tiền rất nhiều tiêu cho bán đi 30 toát mồ hôi vuốt chán nhìn biết cái lỗ mà nhìn biết lỗ này bị tỉa sơn nhiều anh ạ về nguyên tắc anh em nó phải ít nhất đúng như anh nói đấy nó ở chữ Honda này đúng rồi thứ hai nữa là cái mặt mổ thứ rồi tổng thể nó không được chắp vá một tí nào nhưng mà nó được cục máy con này máy đầu bò rồi. Không đẹp bình thường đang giá anh 30 đấy bảo ba biết rồi tốt không chẳng ai đợt này xác định đi không anh mua anh là nó nhiều xe thì anh mua anh mua rẻ anh mua không sắc nước không phải đâu mua nó phải sắc nước anh ạ anh đấy em mua nó phải đúng nghề cái con biển 88 hôm nọ 44.500 trôi ngay trôi hết rồi. Còn xe trôi hết. Trôi hết không mà còn. Mà anh đèo điều Ngọc Trinh ra đây chứ không phải là xe ấy đâu. Anh Sơn Nguyễn Trường cũng 30 này. Bán xe trả góp thích. Trả góp có nha, có chương trình FE Gladys là Gladys hân hạnh tài trợ chương trình này. Đồng hành cùng các bạn. Là tức đều... là nó vào tầm khoảng 1.000-1.200 trên 1 triệu một ngày. Núp nó đẹp như thế, tất cả sự núp đều mới hết. Không. Thứ thống nhất là 30 Hà Nội, nếu mà loanh quanh 30 thôi, chứ còn nếu mà đi chỗ khác thì thôi. Nếu mà nói về Ninh Bình mới là Hà Tây, là Ninh Bình, Thanh Hóa mới Nghệ An là tôi thuộc rồi. Hà Tĩnh không? Ở Hà Nội. Bán nào vào người nhà mẹ được thu lại lại tay cho mẹ đang nào mất rồi nào mất rồi kẻ cũng ổn định không mù nhầm thôi thì ăn con này rồi mua 35 thì bán 4 bạc bây giờ cuộc đời đôi khi nó con này nha có xếp thì chắc là thôi bảo em đưa hộ là lấy 2 triệu nhưng mà may phải cho à chưa chính chủ đây rồi. Em tưởng xuống em không. Anh em cầm này quyết giáp này đấy chứ này thôi gì vì xe xếp đi là nó giữ chứ còn đây tất cả chú thấy cũng con 82 cụt huyết áp thôi anh em mua bán đỡ nhau em gửi anh 32 rồi vẫn thống nhất loanh quanh cao nhất ở thứ 32 thôi chú đọc đi ra thế mà lên đây cũng ấy là tôi lấy 38 là Hà Tĩnh thế là thôi anh không có về thì về. Anh phải mang về anh thế kể cả con này không được con này anh giả anh 47 triệu 52 triệu là anh xếp vào giao cho bán 50 triệu xếp tổng điện cho đông để em này bàn bêu mất thời gian hoàn tiền quá ít bình ga xe này có bình ga
nó hết đời nó không anh giao. Anh nhận đi mà. Hoàng Hàng Yên giả 45. Không, xếp giao thế rồi xếp. Còn ấy thì thôi. Xếp giao bao nhiêu? Giao đúng 50 triệu. Xếp giao 50 anh triệu. Anh xếp thì anh đã đi bộ đội ngày nào đâu mà anh bảo đấy. Anh không đi bộ đội thì anh chỉ có... Đã đi bộ đội 5 năm ở trong Sài Gòn thôi. Trong quân ngũ đâu. Chưa nhiều người nào. Lãnh đạo hết cả buổi, ok Hòa Long. Ôi, thời gian đã hết rồi nhá, anh em nó đã báo rồi, đã hết mất thời gian này rồi. Cảm ơn tất cả ra đây mang điện, con nào 50 điện không mua mà 48 là mua hết thuốc. Chính thức câu trả lời của 48 nó đẹp. Thôi nhá, thì cho anh mang về nhá, em cố lắm rồi. Ôi, anh chào anh em cả nước đấy. Chào anh em nhá. Không không thôi nhá. Không hợp duyên thì là thôi. Không, không hợp duyên. Ai ai có nhu cầu rồi. Lại anh ai em lại kết nối. Rồi. Tiền xe thôi mà, đáng bao nhiêu. Xe. Mất đi rồi. Không, cứ phải sang cộ đàng hoàng đấy. Đâu đấy. Ờ tiếp theo đi. Ai tiếp theo con này đi. Vâng, đem 125 anh em nhá. Ba hết giá. Đi gì không? Ờ. Thế thì con này cho anh 1 triệu, 51 triệu. AB 125 bản 2013 anh em ạ. Màu đỏ đen. Sao rồi em báo anh là 45 lên đây anh giải nhỉ, 49. Em bảo ngay anh lên đây anh hành nhân là gì? Không, không, không bán được. Em bán đi anh, em vô cho anh 49. Thế thì con lộ 2-3 triệu thôi. Con kia mua cho anh 25 triệu. Con kia không mua được. Con kia không mua được. Hết giá rồi. Con kia hơi vui. Chứ phải mua thêm cho anh, mua hết giá cho anh mang. Đây. Con này 49. Chốt 50. Chốt anh này 49. Ừ, chốt. Chốt cho anh mua cho con này cho anh 49 triệu nhé. Con mua con kia mang về nhé. Thằng mang về cho chị đi chẳng nào đến chợ mua. Buổi sáng nha, còn có xe cho xe đi chợ. Chứ còn 32 thì nốt đẽ luôn chẳng nào 32 nhé. 33 triệu. Thôi thằng ơi, chốt 33. 48. Đông bóng. Mẹ thằng nào cũng thua toàn mồi này. Ui ôi toàn mồi thật đấy. Thật là chỉ như là lãi được 5 triệu 6 triệu. Không, con đi nỗi như là được 5 triệu 6 anh nói sai, nếu mà con không nỗi về nhà. Con này được, con họ 4 kia. Nhưng con này xếp bảo giao 50 triệu thì thôi về bảo thì cho em 1 triệu. Rồi rồi rồi. Nhanh. Bố con 49, một con 33 nhá. Rồi anh chào anh em xong rồi vào bên đấy. Chào anh em nhá. Rồi. Vào nhà bây giờ đi. Em quay một vòng cho anh con xe này 49 nhá. GZ 150 anh em ạ. Xe đẹp đấy. Một con 49, một con 33. Thế em con xe thì tôi thông cảm nhá. Đây 49 nhá em. Alo chủ tiếp xe đi ạ. Đấy anh hẹn bảo là sếp chủ xe. Anh ạ. Đấy thằng nào lãnh đạo chủ yếu là tương lai lâu dài. Một vòng đi 8.000 cây em nhá. 8.000 cây cho một Suzuki. Một con xe hiếm có, khó tìm, đẹp lắm. Trực tiếp với em con xe GZ 150 anh em nhá. Tại vì những dòng xe đẹp rồi. Mua rồi. Bỏ 49 50 triệu ra cả một vấn đề anh em ạ. Rồi trả cho em cốt. Đấy 2019 chị anh có danh rồi. Hoa bỏ hoa chỉ đạo. Thôi bỏ ra chở chị ra lấy đẹp anh ạ. Cho đẹp lắm. Mình để không vứt. Trong đó gói cốp, đuôi cốp nha anh em nhá. Đời 2019 anh ơi. Anh Cảnh ơi. Đây vào ra lấy cốc. Đôi cốc. Biển 18B2 29899. Biển đẹp nha, xe lãnh đạo nhá. Năm mai vào biển. Vấn hai thôi chị. Trong đó kỷ niệm em một đôi cốc mới nha em nhá. Mua là 49 rồi, số đẹp. 8 có cả thùng cả lượn nhá. Có thùng có lượn. Thông báo là có cả thùng cả lượn. Có cả thùng cả lượn, đôi đầy đủ hết nhưng mới cứng để trong kia. Rồi mới tin mới tin. Đấy. Đấy giờ chị ra chị lấy ra cho em. Mình cứ cho đi mình cứ lo gì. Lấy làm gì? Rút thoải mái anh bắt cao rồi. Rồi. Rút thoải mái anh ạ. Đi cái xe cút ra mà. Chở ra ôm mà. Đấy, anh ấy bảo là chị là Hòa chở ra ôm. Đấy, còn níu cả giọng vợ chết dở. 49 trong nó có cả lên 5 nha anh em nha, trong nó có cả thùng cốt một thứ. Nói chung là đại kiều nữ và đại gia như lúc này. Cho Hoàng Kiên vài củ chứ không ơi.
8.000 cây nhá, đi đến chết không hỏng. Xe Nhật nhá, xe Nhật xịn luôn đấy. Con này của Nhật đấy, Suzuki Nhật Bản, hàng nhập khẩu đấy. Việt Nam không sản xuất được đâu nhá. Hàng này hàng nhập khẩu đấy nhá. Nhật Bản đấy, quý lắm. Việt Nam không sản xuất được anh em nhá. Mua 49 rồi anh Chuẩn ơi. Lên nào. Lên năm anh ạ. Nào, 54 triệu. Thế. Chìa khóa dính cả đôi. 54 triệu anh em nào nhanh chân nhanh tay nhá. Chìa khóa dính cả đôi, có cả đôi thùng, đôi quay cũng có thứ đầy đủ nhá. Có cái biển mới trên trên lắp này nè. Đấy cái biển số đúng biển này. 29899. Anh em nào này nhá, biển này biển mua nhá. Phải mua đấy. 299 9899. 54 triệu. 8.000 cây lốp còn dính cả đôi, nói chung là hoàn hảo, không phép chuyện. Bác đỉnh. Anh em này mua ông 33 rồi nhá, lên anh em 4 triệu. Đấy. Đã thông được. 33 triệu. Mua 33 nha anh em nhá. Máy zin. Đấy. Xe 82 đời 97 hơi 90. Cốp nổi em ạ. Một thời gian khó đấy, ngày trước cũng đắt lắm ấy. 2205. Đây. Không quay vòng đi. Em chính chủ thoải mái. Được. Em nói Hải Dương. Vâng, con này là mua 33 triệu rồi. Vương Ngọc Bản. 4509. 53 đúng ạ. Anh nói đúng ạ. Đầu năm 4. Anh Bùi Ngọc Bản. Nghĩa Hoàng kia nữa. Tôi tránh cái số 53 nhìn 54 lên 54 rồi anh ạ. Anh Khánh. Ôi, anh kia lại bắt được chấm đen. Quân quyền đông lắm anh em ạ. Nhà đông, quân quyền đông lắm. Nói anh vô danh. Thoải mái nhá, ngon lành nhá anh em nhá. Cái con GZ 150 đây bán ra giá là 54 triệu anh ạ. Con này là chỉ là khói đen anh em nhá. Con này chỉ là khói. Khói xăng thôi nhá anh em nhá, chứ không phải khói xanh đâu anh em ạ. Khói xăng nhá. Không vấn đề gì đâu. Điều chỉnh tí chế độ phát là hết. Vâng anh ạ. Em vừa 30 đấy có anh em trên này. 4 triệu. 37 triệu. Đấy mua đàm phán. Ông anh cũng biết em kia đúng không? Em trên này đấy. Anh chào nhá. Máy zin mà. À, con này máy zin mà. Máy zin đi anh em nhá. Vâng, máy zin đời rong xanh thì nó là phải rong xanh. SH29X8. Em kiểm tra luôn anh Thanh Bình nhá. Anh Thanh Bình ơi, bán rồi con SH29X8 bán rồi anh Thanh Bình ạ. Bảy triệu anh Quỳnh xe ve ơi. Tôi like mấy con xe thôi trong nghỉ. 30 mấy triệu bỏ ra là zin rồi mà. Anh em cũng không xem mọi người. Sắm điên anh gạch đầu lát không? Suzuki vừa xong là 54, còn con 82 là 37 triệu. Bỏ ra 37 triệu nó là máy zin. Anh em đang bảo cái con cái một anh ấy ở miền Nam anh bảo con đấy là con máy da. Con mua con 82 ấy. Mấy anh ba bỏ ra ba mấy triệu là phải zin. Nếu mà anh 82 tầm dưới 20 triệu đồng ý là gì ra. 82 đấy là máy zin 37 triệu anh Tôm ơi. Quay bao nhiêu ok lên quay luôn cho anh em đây 2020 mọi người nhá. Vâng, đây này, đây đồ đây này, đồ con gì nhỉ? Con Z 150 này. À đây đồ đây à, của chị đây. Đấy vợ thơm tùng ấy. Đây báo cáo anh em này, đây là thùng của một đôi lợn con đi từ Hưng Yên ấy. Đấy trong đó có cả bó củi của các xe Su quay, Su Nam đấy. Đấy anh em quà quê. Quà quê bỏ đi. Vua Xuân Việt Minh này không báo cáo anh em nào nếu mà cọc con xe Su Gà Rét đây báo cáo anh em nhá. Đây thùng anh em nhá. Anh kiều nước vào này ra. Ui trời cái thùng chú kem không được anh nhỉ? Cái thùng nào lắm anh chú kem ơi 37 anh ạ. Một đôi thùng có
nhá anh em nhá. Vâng nha. Báo cáo anh em đây một đôi thùng mới tươi. Kiều nữ và đại gia nhá, anh em có thể đi phượt đi anh em có đèo gọi là đèo Hải Vân rồi anh em, Hải Vân Quan rồi có mát đèn cái thứ là có thể chơi được anh em ạ. Đấy, ô cái hồ rồi Hải Vân Quan là có thể anh em chơi được. Việt Minh đi. Đèo Cù Mông có thể lượn được nhá. Toàn bộ quần áo cái thứ đây để đây trong này. Đấy, dành cho các dân chơi đi gọi là ngắm cái bầu trời xanh và gió lộng. Mới mà, cái này mới tinh mà, cái này là mới. Cái này thì nó để lâu nó hơi kiểu nó bẩn bẩn ý, đây này để lâu nó hơi han cạnh này thôi. Nhưng mà nói chung là nó nấp ở trong, không vấn đề gì. Nấp ở trong nhá, không vấn đề gì. Đấy càng đấy, tỉnh càng lắm. Đây dành cho mấy anh em. Thùng mới người ta lại không phải lợi sơn lại đâu mà lại. Mắt con này mua bao tiền thôi đấy. Việt Minh trước nhìn nó biết là sơn lại, nhìn thật tế người ta trả nay. Vạn mốt anh em ạ, 2020 cho em mọi người nhá. 500 mới bán. Vâng. Tôi bán em 13 triệu nó nhanh. 13 triệu 2020 của Hà Nội. Một vòng đi con. Em. Trừ 500. Chia cho các phọt thủ vào đúng không? Anh em. Chở người đẹp đằng sau. Ở giữa đẹp mà, hay mà, chất trôi. 82 không có yếm đúng không anh? Anh Tùng Duy. Có 13 triệu đồng anh em nhé, bảo đấy không 20. Màu bài, anh Nguyễn Bái Hướng ơi, thôi là lan tăn gì. 54 triệu đồng. Con đấy 7. Chiến Ken ơi, không được đâu. Bảo mà anh em tính toán thì 1-2 triệu. Đông anh đọc khoảng 48 triệu rồi. Anh em nào quan tâm hai lại như lỗ rồi. Anh biết em nào quan tâm những cái dòng này sẽ đến thì mọi người cứ gọi điện trực tiếp cho dễ và nhanh. AB 125 anh em nhé. Đấy 013 bản đèn bi. Một vòng các chị. Màu đỏ đen anh em nhá. 2013. Đấy bản đèn bi này 125 này, tem mác vẫn còn nguyên zin. Cái cổ láp đẹp, máy còn nguyên. Xe thì có được bắn tỉa thôi anh em ạ. Hiện tại xe vẫn đang nổ. Thương lược đầy đủ. Mười tám năm anh em nhá. 2013 đèn bi màu đỏ đen. Bên em vẫn có chế độ bảo hành cho anh em đầy đủ mọi người ạ. Không được bắt 1 triệu xe quay không được Tuấn Anh ạ. Phải thông cảm với chị, tại vì là có bớt, anh Kiên có bớt rồi đấy ạ. 14 triệu anh Kiên bớt xuống còn có 13 thôi. Những dòng này anh em xác định bán là tính toán gì. Chiến Ken ơi, không được anh Chiến Ken ơi, anh cứ thích mặc cả nào ấy. Thương anh em quân quyền đông anh em nhá. Bây giờ nhà 40 con người anh em biết, bây giờ công thợ xây giờ lên chính thức rồi, giờ nhân sự là 450 một ngày. Đây nhỉ, các bác thợ xây này, các bác quân các biển Hà Nội lương bây giờ lương ngày đấy 320 mà cơm nuôi đấy chị nhỉ. Tự ở quê ở đâu chị, gốc đâu ở Yên Bái à vâng. Ok chị, vừa rồi có bao khó à đúng không? Quân tài trợ không tưởng có chứ. Xa quá. Thôi xuống Hà Nội. Thôi cứu. Cứu xuống Hà Nội. Vision anh em nhá. Vision màu trắng đỏ. Hà Nội là người mẹ luôn giang tay chờ đón tất cả các là người con xa trở về. Đấy. Vâng vâng, anh nhảy ra. Em đưa chìa khóa con xe xuống. Tất cả anh em nào khó khăn cứ đổ. Người mẹ giang tay chào đón hết anh em ạ, tất cả công an việc làm của các sinh viên mới ra trường rồi tất cả các bà con các nơi. Đấy. Vision. Tiếp theo. Vision màu trắng anh em ạ, màu trắng đời 2018. Bản khóa chìa FI rồi. Nào quay chị một vòng. 2018 anh em nhá.
màu trắng này, lòng nâu, yên áo vẫn còn nguyên zin. Công tơ chạy vận 8, ơ vận 23.500.000, máy còn nguyên zin anh em ạ. Hợp lý, 2018 biển Hà Nội 3 năm là rẻ. 23.500.000 biển 29X5 50693 cho em anh em ạ. Tay sách thì có được bắn tỉa, độ lòng sơn trong vẫn còn nguyên zin anh em ạ. 23.500.000 anh em nhé. Đấy, mặt trước cho chị quay mặt trước, và chị này đánh chị mặt trước. 23.500.000, máy còn nguyên zin. Đấy, có anh em nào quan tâm không ạ? Những dòng Vision bản form dáng nhẹ nhàng, chất lượng. Đời nào. Đúng không? Xe chị. Cao quá. Cao quá. Này về dọn chuyên sâu hết rồi. Từ từ cũng dọn hết rồi. Rồi hết các thừa giờ tính 66 bỏ 67 chỉ rồi 67 con nào là con này vợ cao quá không nhỉ, nào mà lết. Trước lấy con ra bên này rồi xong lại đổi lên con này. Bây giờ đổi đi em lại cái con này. Thôi được, ok con này 67 triệu được. Em đợi chị một cái con này nhá. Đang bán bằng 40 triệu thôi. Bớt tiếp ấy. Bán em 40 triệu đấy, trừ đi 40 triệu được, sang cho em mà. Ui ôi. Tắt đi ra, tắt đi tắt. Đây sức khóa ấy. Đây tắt ngay cái khóa này, tự nhảy phát. Đấy gọi là cảm tử tự nhiên nha. Đây đúng không? Cháu nó ngồi xe điện đấy, cứ để cháu nó ngồi nó xoắn mà đéo nào nó đâm vào mình. Ôi rồi ấy chốt đi, chốt cho em nhé. Ok, nhé. Ok, cái chốt cho em con này là 67 triệu. Còn em đổ con kia. Ừ, em lấy. Máy móc bây giờ vẫn ngon em, không vấn đề gì không? Chuyên sâu à? Chuyên sâu vào hàng Honda. Hét Honda. Mua em là 67 triệu nhé em nhé. Quay gần đi chị em ơi. Đỏ anh em ạ. À đây con này, ai vào lết này, Đức bê mâm nó bê mất rồi. Anh em lưu ý là nó bê mâm rồi, các cụ ăn một mùa, nó chỉ một tuần cụ ăn tranh thủ ăn luôn, không con bê mất rồi, không bê lại. Một năm anh em ạ. Bê hết. Nhà mình bán ra. Ôi. Màu đỏ nhá, con quay vòng. Em quay vòng cho anh. Dán xe màu đỏ đó. Đặt nha anh em nhá. Đây đúng nhá, cô kia nó đứng 2 triệu khóa tất cả. Tôi bảo chứ mày vội bán hết rồi. Có xem. Xem cũng có xem trực tuyến. Có xem đấy chứ. À, xem có xem. Này giờ cơ quan phải làm việc công việc bao nhiêu đây thì nó không đi làm đấy, cứ xem hoạn kiện mất hết ngồi trong toàn quân sự ngoài chứ phải là đấy, là, dạ. Là có phải toàn quân sự bây giờ người đang cũng cứ phải tập trung các bị can bị hại. Thay mặt Hoàng Kiên cảm ơn sếp sếp của anh Đông nha, đã bán con su tờ Z chắc là tương lai cọc cũng không còn lâu đâu. Còn ý đẹp lắm. Con kia anh bán cho con này thì con kia người ta lấy gì nào? À. Con kia 36 triệu. Còn kia lấy kìa. Còn đâu? Không. Anh ấy cọc. Lấy rồi. Cọc đúng quá ha. Lúc này lấy đến thì là. Ok. Ok, cảm ơn anh nhá. Nhưng mà anh đều mang ngọc trinh nha tôi. À, rồi ok. Ngày trước chú cứ bỏ bàn bê không? À, có con minh đẹp đấy. Rồi. Chú mà đổi thì cứ đẹp. Còn trước ấy, chi tiết cũng nổ máy chất lắm. Triệu là cái chứng minh nó hơi mờ nè, bỏ xếp. Bỏ điện, bây giờ xếp đang lấy
Chú anh Xuân Điệp ơi. Tài khoản. Chú anh ạ. Làm gì? 150 CVS. Cứ phải giấy tờ đầy đủ, không gây khó khăn cho nhau. Các sếp hay gây khó khăn lắm đấy. Hay dấu chấm đâu phải lắm. Kia ra nhá. Vâng ạ. Này rẻ anh à. Anh Hoàng Minh ơi, con này rẻ lắm. Vâng. 1 triệu thôi. Có quan qua đẹp lắm. Qua bạt cọc chưa? À. Màu xanh tím. 67 em nhá. Ở lên anh em 5 rồi, nhẹ nhàng. 5 thôi nhá, lên 5. Lên 5, lên 5, nhẹ nhàng. Hết sức nhẹ nhàng, nhỏ nhỏ. Nhẹ nhàng, khách hàng đang trong nhà. Mua 67 rồi anh. Hôm nay mưa rào ạ. Chính Phan. Tạm bà Lọc Bắp Phá Tuấn. Anh Nguyễn Lâm có Vision biển 90. Chắc là có anh Nguyễn Lâm ạ. Con này ngon nha anh em nhá. Lốp lắp còn đi theo xe. Vòng xe không thì mình bán ra nhá. Vẫn ngon nổ nãy giờ đấy. Đây máy nổ nãy giờ. Màu đỏ nhá anh em. Thỏa mình thổ. Vâng. Màu đỏ đấy anh em ạ. Dán màu bạc. Màu vệnh kim mà đi màu đỏ. Đấy. Kim mà. Mạnh kia trả vỡ mồm đi. Kim mà đi màu đỏ là. Hỏa mà gặp kim là tắt. Nhà nghỉ đây. Đủ hết nhá. Rồi. Để làm được gì? Năm. Vẫn câu chuyện. Rồi tiếp theo anh em nhá, một chiếc Vespa lấy Vespa màu đỏ dành cho anh em nào mà 365 anh em xem. Thời trang nhá mọi người nhá, của dòng Peugeot bản 3VE. Biển số. Em ơi. Biển 29D1 37271 nha anh em nhá. Màu màu đỏ anh em nhìn tất cả những nẹp inox này. Ít hết. Đồng nghĩa cái việc đây anh em quay G này. Không bị cong vênh. Vâng, không bị cong vênh được, xe không đâm đụng đổ vỡ nha anh em nhá, không ngập nước. Đấy, cái đấy là cam kết bên em. Máy thì còn nguyên zin. Đây, luôn cho anh em luôn này, anh em nhìn. Xe bên em là không có chất tẩy rửa. Máy ơi, đừng tính làm gì. Một vòng nha. Bạn ơi, chốt đi, chốt. Anh TikTok. Anh em mình lo cho bản thân chứ tính toán làm gì. Khổ. Mình thấy như mà anh. Nhưng mấy mới ăn mình thoải mái. Chồng con lo. Mình cứ phải chơi đi, sai đâu vợ con nó làm. Mình cứ phải keo chơi. Keo chỉ nguyên zin anh bay bay ơi, keo chỉ nguyên zin. Mình phải tự thưởng cho mình anh em nhá, đừng có suốt ngày lo cho vợ con nó khổ ra. Nó kêu rồi. Vợ con nó kêu hơn mình nhiều nhá. Tiết kiệm vừa thôi. Biết là mình biết là anh em tính toán kỹ không? Anh em đặt không? Bỏ tiền ra nâng lên đặt xuống ấy. Riêng với chị em nhé. Một phát xong này. Cái gì nó phải là nhất có thể. Đấy. Phụ mấy chị em. Sớm không em? 14 dương. Ok anh Tư Dương. 14 triệu 500 nghìn anh em nhé. Bản 3VE. Bao nhiêu? 3 màu xanh tím than. Rồi, quay cho chị một vòng đi em ơi. 4.700 cây anh em nhá, bản này là bản LED 2 tầng. Đấy, bản LED 2 tầng anh em ạ, 2013, 2023, 2022. 38 triệu đồng màu xanh tím. Edison. Màu phát hiệu dành cho chị em dân văn phòng. Đấy, quá hợp lý luôn. À, anh Nguyễn Long Thành, anh bảo 67 rồi cộng 5. Bảy hai anh Long Thành ơi, 72 anh ạ. Cũng bán ra đấy. Đúng rồi, bác ba Mạnh Hoàng. Anh Long Thành ơi. Anh chưa có con nào anh nhá. Anh Long Thành nhá, con đấy 72 anh ơi. 150. Rồi. Mới phát tài phát lộc. Không Cường Thảo ạ. 38 triệu nha anh em nhá. Một chiếc bản 2022, đăng ký 2022 chạy hơn 4.000 cây. Con này hơn 70 triệu vẫn còn này, biển đẹp này. Biển nhập khẩu ấy. Phát tài phát lộc. Ok, chắc là mình xin phép kết thúc live đây. Không muộn mất rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều nhá. Vẫn cứ tình cũ người xưa, vẫn số tài khoản vẫn ngày xưa nhá. 6252 và 816. Cảm ơn anh em nhá. Xin chào các bạn. Bye bye mọi người.
bye bye, bye bye bye.